Top 6 phim truyền hình giờ vàng có rating cao nhất tuần vừa qua. Thứ nhất là phim Lần Ranh Sinh Tử, phim do CH7 phát sóng. Tuần này rating của Lần Ranh Sinh Tử đã có bước đột phá. Bộ phim hành động của Kem Hatsukui và Katon Nacha giữ ngôi đầu bảng với rating 5.0, 5.6 và 5.5 cho các tập mới nhất. Thứ hai là bộ phim Ám Ảnh Mùi Đàn Hương, phim do CH7 phát sóng, có Thawa Surizarat và Thothim Ajarin đóng vai chính. Bộ phim điều tra Ám Ảnh Mùi Đàn Hương ghi nhận rating 4.1 và 4.3. Xếp thứ ba là bộ phim Bùa Yêu Trong Vũng Ngò Ôm, phim do CH3 phát sóng. Bùa Yêu Trong Vũng Ngò Ôm với sự tham gia của Nadesh Kujimiya và Bom Melada đã kết thúc chặng đường 13 tập và thu về rating 4.1 cho tập cuối cùng. Thứ tư là bộ phim Quyền Trượng Mãnh Sư, phim do CH7 phát sóng. Quyền Trượng Mãnh Sư với sự diễn xuất của Ben Astin và Bube Kasarin đã thu về rating 3.8 và 3.9 cho hai tập mới nhất. Đứng thứ năm là bộ phim Bão Cát do đài One phát sóng. Bão Cát với sự tham gia của hai diễn viên phim Thanabat và Ether Surilela đã có một cái kết mỹ mãn với rating lần lượt là 3.1 và 3.9 cho tập cuối. Thứ sáu là bộ phim Minh Châu Rực Rỡ, phim do CH3 phát sóng. Phim của Paul Nawat và Buona Liên Thiếp tuần này đã tăng hạng. Minh Châu Rực Rỡ có rating 2.5 và 2.4 cho hai tập mới nhất.